Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cách em thay chậu một chậu lan cắt lay da. Thì lâu lâu em cũng thích sưu tầm một vài chậu lan cát. Thì hoa lan cát á, đặc biệt là hoa thì rất là to. Đặc biệt là rất là to và nếu mà đủ nắng á, thì nó cũng có hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ. Và cát là một loài hoa mà rất được ưa chuộng trên thế giới, nhưng mà theo em được biết á, thì ở bên Thái Lan á là đa dạng mặt hoa cát nhiều nhất, đa số là em thấy là bên đó có rất nhiều mặt hoa cát đẹp. Thì hôm nay em sẽ thay chậu cho một chậu lan này rất là đơn giản thôi. Trước khi mua về, cô chú anh chị nên để cho nó, em nó để đứng vậy cũng được nè, tại vì em mua thì lúc cây nó đang có nụ, em để 2 ngày bây giờ nó đang bắt đầu nở rồi, thì em vẫn thay chậu vì là mình không động gì đến rễ hết. Em quan sát thì em thấy có một vài cái rễ là nó đã bị khô rồi. Nếu mình không thay chậu á, mình để như thế mình tưới thì nó sẽ không tốt cho cái rễ lan. Thì trước khi thay chậu thì cô chú anh chị nên để khô hẳn nha, khô hẳn 2 ngày không tưới. Mục đích mình để khô hẳn để cho những cái rễ này nó không bị tổn thương, vì nếu mình tưới nước á, khi mình cắt á, thì nó đang có nước á, nó sẽ dập và nó sẽ bị tổn thương. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và khi mua về thì mình nên để cho một nơi thoáng mát, ví dụ như hiên nhà mình á, để cho một ngày nhá, để y vậy một ngày để cho nó quen dần với môi trường khu vườn nhà chúng ta và môi trường tiểu khí hậu ở chỗ mình để cây nó không bị sốc. Như vậy thì khi mình trồng á, tỷ lệ sống của cây là gần như 100% luôn. Còn nếu mà về á, cô chú anh chị mua về, ví dụ đóng hàng nhận hàng về mình mà tưới liền á, là cây nó sẽ bị trong thùng lâu ngày, nó đang bị háo nước hoặc đang bị dập. Mình mà vì nếu mà khi kể cả mình mua ở gần nha, mình xách tới xách lui cũng không tránh khỏi bị dập bị trầy xước cây lan, mà mình tưới nước vô là những cái vết trầy đó nó sẽ gây ra hiện tượng thối nhũn cho cây lan. Và mình chỉ để nơi khô thoáng mát không tưới gì hết. Một ngày sau nếu cô chú không thay chậu thì có thể treo ra giàn. Nhà mình á, mới đầu mình treo chỗ mát mát thôi và mình tưới nước bình thường, và đến 2-3 ngày sau thì mình sẽ treo ra chỗ bình thường, vì riêng dòng lan cát là rất là ưa nắng. Nếu mà không có nắng á, là lan cát nó không có hoa được, nó khó có hoa lắm. Và mình thay chậu cho nó thì mình không tưới gì hết, mình để khô vậy rồi mình thay. Bây giờ em sẽ bắt đầu thay nha. Thì hôm nay em sẽ trồng một cái chậu này vì cái chậu này rất là thoáng luôn mọi người. Cô chú anh chị có thấy rất là thoáng luôn không? Thoáng như vậy thì rất là thông thoáng luôn, rất là tốt, rất là tốt cho cây lan nha. Thì em đã cắt đôi cái chậu này ra rồi. Mục đích em cắt đôi ra vậy để cho nó em tách nó ra vậy này là nó không ảnh hưởng gì hết á. Rồi em để nó vô chính giữa cái chậu kia và mình cô chú anh chị nhấc nhẹ nhàng ra nha. Thì mình làm nhẹ nhàng á thì cây lan của mình nó không sao hết á. Em thấy cái giá thể của nó đang còn xài được, và chỉ có đa số là chỉ có cái số trắng đó thôi, cho nên em lấy lại luôn. Em thích thay chậu vì là cái chậu này nó rất là thoáng luôn đó. Sau đó em đặt cái cát vô cố định, chỉ đơn giản vậy thôi, xíu nữa đó. Sau khi cố định như thế này, cái hướng cát á mọi người nên cho nó đi ra nha, cho nó đi ra. Mình cho gọn vào góc cái hướng còn lại của cái mắt là mình sẽ cho nó đi ra này. Ít bữa nữa cái mắt này nó sẽ lên con, nó sẽ nhảy con lên. Xíu nữa em sẽ cắt tỉa, em cột cái này xong rồi em sẽ cắt tỉa cái rễ khô đó. Như thế thì cây lan phát triển rất là tốt. Em dùng một cái dây đồng này để em cố định một cây, em vòng qua vòng lại em cố định cho nó chắc thôi.
cô chú anh chị nên né cái mắt mũ của nó ra nhá, kẻo bị dập mắt mũ đó. Dập mắt mũ thì rất là tiếc luôn. Và mình làm nhẹ nhàng để không tổn thương, không tổn thương tới cái hoa đó. Em sẽ rút một dây rút ở đây để rồi. Và bây giờ thì có một số cái rễ nó hư thế này thì nó đang khô nè, em sẽ bấm nó luôn nha cô chú anh chị. Khi em quan sát em thấy nó khô thì em sẽ bấm nó luôn, còn cái nào mà không sao thì em kệ nó vậy luôn, vì là khi mình tưới phân bón vô nó rễ nó lấy được dinh dưỡng. Rồi bây giờ em đã cố định xong rồi, em sẽ cho giá thể nhẹ nhàng luôn. Hôm nay em sẽ sử dụng vỏ thâm nha mọi người. Vỏ thâm này em dùng size nhỏ nha mọi người. Size nhỏ. Cái chậu này thì được cái là nó không bị nó không bị rớt giá thể ra, rất là hay. Bây giờ em đã trồng xong rồi đó mọi người, nhìn rất dễ thương đó. 2-3 ngày nữa cái bông này nó sẽ nở nè, nó sẽ nở, không, mai chắc nó bung rồi đó. 2-3 ngày nữa thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng ngày mai em nghĩ sẽ nó sẽ bung đẹp rồi. Thì bây giờ em sẽ để y như vậy nha mọi người. Em để y như vậy, em không tưới nhá, y như vậy một ngày sau em mới tưới, để khi tránh khi em trồng á cây cát nó có va chạm gì đó, cái rễ đầu rễ non này nó có va chạm gì thì mình không tưới thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết, ý là nó không bị dập nát. Thì nếu mà mình trồng á, nó mà không bị dập nát á thì không sao, còn nếu mà nó bị, nhiều khi mình va chạm nó cũng không tránh khỏi bị cái đầu rễ non nó bị trầy xước mà mình tưới nước luôn, em sợ nó bị úng á, cho nên mình sẽ để khô y như vậy, một ngày sau mình mới tưới. Mình mới tưới lúc đó rồi mình mới, cây nó đang có hoa, khi mình tưới phân mình chỉ tưới vào gốc thôi nha cô chú anh chị. Ví dụ như một ngày sau thì em có thể tưới, trước khi tưới thì phân thì em tưới sơ qua nước đi, rồi em để cho nước ráo 15 phút sau em sẽ tưới phân. Và em tưới phân á thì em tưới chỉ tưới vào gốc đây thôi, ví dụ như em tưới là 19, 31, 17 cộng B1 nhé, để giúp cho bông hoa cát nở bền hơn, màu đẹp, màu sắc đẹp hơn. Và mục đích mình tưới vào gốc á thì cây lan là bộ lá của nó là chủ yếu là dùng để quang hợp, còn bộ rễ thì để lấy dinh dưỡng, nên mình sẽ tưới đẫm vào rễ như vậy thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Và mọi người không tưới lên bông này này, mục đích mình không tưới lên bông á là lên nụ á là để cho hoa lâu tàn và hoa nó sẽ bền màu hơn và bền hơn và đẹp hơn, chỉ như vậy thôi. Em chúc mọi người thành công nhé. 2 ngày nữa em sẽ quay cái hoa này cho mọi người cùng ngắm nha. Bây giờ mọi người có thể quan sát nhé. Đó, mọi người thấy cái hướng em trồng đi ra rất là thoáng, thông thoáng. Như vậy á, khi cái cây này nè, đó, nó ra cây con, nó đi ra hướng ra phía này nha, là cây phát triển rất là tốt. Rồi, chúc mọi người thành công nhé. Nếu video của em có thể mang lại giá trị cuộc sống thì mọi người hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng em, ấn vào cái chuông thông báo để khi em ra video mới mọi người sẽ nhận được. Xin chào và hẹn gặp lại.